Vâng, những gì liên quan đến Ngọc Trinh thì luôn luôn được chú ý của truyền thông và trang phục mà cô diện trên thảm đỏ của đêm hội chân dài 10 hôm qua cũng đang được mổ xẻ. Nhiều ý kiến cho rằng Ngọc Trinh tiếp tục diện đồ đạo nhái. Ngày hôm nay, phóng viên Chào Buổi Tối đã trao đổi với người được cho là đã thiết kế ra bộ váy để làm rõ nghi vấn này. Ngọc Trinh hút mọi ánh nhìn khi bước lên thảm đỏ đêm hội trong trang phục xuyên thấu được đính kết cầu kỳ nặng hơn 10 kg. Nhà thiết kế Đỗ Ngọc Long cho biết chiếc váy này được làm trong vòng 1 tháng và trị giá là 3.000 đô la Mỹ, tương đương với 65 triệu đồng. Chiếc váy này đã nhận được nhiều lời khen của khán giả tại sự kiện. Tuy nhiên thì không hiếm người nhận ra sự giống nhau của chiếc váy này và một thiết kế nằm trong bộ sưu tập xuân hè 2015 của nhà mốt Juha Murat và đã từng được ngôi sao người Trung Quốc Li Bingbing diện đến liên hoan phim Cannes năm 2015. Trao đổi với phóng viên Chào Buổi Tối về nghi vấn chiếc váy của Ngọc Trinh là sản phẩm nhái ý tưởng, nhà thiết kế Đỗ Long cho biết anh thiết kế váy dựa vào thân hình của Ngọc Trinh nhằm tôn lên đường cong của cô. Chiếc váy này theo nhà thiết kế Đỗ Long có cổ, yếm và hở lưng. Đây là điểm khác biệt rõ nhất với váy của nữ diễn viên Trung Quốc. Ngoài ra, điểm kết hạt cườm cũng khác biệt. Nhà thiết kế Đỗ Long khẳng định là thương hiệu của anh là chuyên váy đính kết hạt cườm, vì vậy không thể nói là đạo nhái thiết kế. Đỗ Long cũng cho biết là anh không dại gì đi đạo nhái một chiếc váy của thương hiệu nổi tiếng để bị so sánh và trở thành thảm họa. Vâng, đúng là nếu nhìn kỹ thì có thể nhận thấy sự khác biệt nhất định của hai chiếc váy. Váy của diễn viên Trung Quốc Li Bingbing có tay và không hở lưng như váy của Ngọc Trinh mặc. Tuy nhiên thì đây không phải là lần đầu tiên Ngọc Trinh lại bị phát hiện là sử dụng các váy có vẻ như là nhái. Và bản thân Ngọc Trinh thì cũng đã thừa nhận là vì cô quá yêu các mẫu thiết kế nổi tiếng nên là đã đặt hàng may lại như vậy. Vâng, trong thời trang thì việc trùng lập hay là giống nhau ở một vài chi tiết là chuyện rất bình thường. Hoặc đôi khi thì bắt kịp xu hướng thời trang thì các nhà thiết kế thì vẫn luôn học hỏi và thêm thắt một vài chi tiết thiết kế của mình để đẳng cấp và thời thượng hơn. Chuyện này thì không có gì là đáng nói nếu như họ không sao chép y nguyên bản chính và tạo thành một thiết kế giống y hệt nhưng lại gắn mác là do mình sáng tạo ra hoặc gắn một thương hiệu khác. Nhưng trên thực tế thì nhiều người đẹp còn diện những thiết kế đạo nhái không chỉ ở sự kiện trong nước mà còn mang ra các sự kiện quốc tế. Chỉ riêng Ngọc Trinh thôi thì đã có cả chục lần bị phát hiện là mặc váy nhái. Bên cạnh đó thì Angelina Phương Trinh cũng là một người được bị nhiều dính nghi vấn là mặc đồ nhái.